Bây giờ hai bạn giơ tay ra. Anh sẽ chọn người để hẹn hò đầu tiên ha. Mình sẽ nắm tay Minh trước nha. Cũng hơi hơi bất ngờ và hụt hẫng một chút xíu. Nguyên cũng không thể nào mà nói rõ được bởi vì mình cũng không lý giải được, nhưng mà không sao bởi vì đấy là cái quyết định của bạn nữ thì Nguyên rất là tôn trọng bạn và chắc hẳn là sẽ khi đến cái quyết định như vậy thì bạn đã có một cái sự lựa chọn cho bản thân mình trước đó. Thường thì ở nhà cái gì mà mình, ví dụ như trong một mâm cơm, món ăn mà mình thích á thì mình sẽ để dành phía sau. So với em thì tới tận bây giờ thì em nghĩ là chắc nó cũng được nhỉnh nhỉnh hơn một chút xíu. Em xem thử là cuộc hẹn sắp tới đây thì nó sẽ cho em cảm giác như thế nào. Hồi hộp quá. Em biết chèo không? Không. Hả? Hả? Không. Thôi để anh chèo. Giờ em thấy mặt anh rồi, em thấy làm sao? Em hả? Em không biết nói sao hết. Ok, vậy thôi bây giờ mình xuống mình chơi thử ha. Ừ, Ok. ok. Thấy không? Người ta chèo thuyền, người ta đi tới, thấy đứa mình đi lui. Mình phải cua chứ. Rồi, rồi, cua làm sao nè? Nè, nè, cua làm sao? Để tôi làm cho mà coi. Gì ghê à? Đâu, 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 làm thử coi. Cua nè. Dữ dội ta. Đúng chưa? Đúng rồi, mà nãy giờ anh ngồi anh nhìn anh chèo không luôn á. Ủa chứ anh không chèo. Ủa chứ cái ấy của anh đâu rồi? Đây nè, Ủa chứ sao anh không tại nãy chèo? em lấy lụa á. Vậy hả? Vậy mà nói không biết chèo nữa chứ. Không, lần đầu đó. Ủa, lần đầu mà ghê vậy. Làm chung đi Làm trời. chung nghe đó. Quyết định gần nhất cái đây lâu chưa? Gần nhất cái đây 2 năm. 2 năm à? Là 2 năm qua là chỉ là chí thú làm ăn thôi hả? Ừ. Còn anh thì sao? Anh thì cũng hai nhưng mà hơn một năm, không hơn một năm, anh cũng nhớ một năm hay hơn một năm ta. Tại vì cái đó là cũng ở trong sân khấu nên là khi mà nói tới thì cũng hơi bị ngại. À, ý là làm chung nghề á hả? Thì chủ yếu anh cũng muốn là tìm một người trong nghề để hiểu hơn, rồi để thông cảm nhau hơn. Tại nhiều khi em cũng biết á, khi đóng phim hay này nọ rồi dễ bị hiểu lầm lắm. Bạn gái cũ của anh bằng tuổi hay là nhỏ tuổi Không, hơn? chứ em toàn là quen là lớn hơn anh không à. À vậy hả? Lớn hơn thì người ta kiểu biết suy nghĩ hơn đúng không? Đúng rồi. Dễ nói chuyện, dễ cảm thông. Nói chung mà mình làm ở trong nghệ thuật á thì đôi khi tình cảm mình khó phân biệt được lắm. Là mình đang thích người ta hay là mình đang yêu người ta thật lòng. Cũng giống như việc mà người ta hay nói là phim giả tình hình vậy đó. Đi đóng chung thì Tại vì là lúc mà mình đóng phim á, ừ. mình phải đặt cảm xúc vô trong đó, nên là nhiều khi dễ bị nó cũng có chút gọi là rung động nhẹ đồ cái kiểu á. Nên là anh cũng cần một người có thể mà hiểu được cái công việc này của anh. Thật ra bây giờ nói là anh cũng gọi là sao ta, nổi á thì cũng không gọi là nổi mà ngon lành cũng không phải là ngon lành, anh cũng đang trong quá trình đi theo đuổi tìm kiếm cái đam mê của mình thôi, nhưng mà cũng có job ra vô ra vô. Thì hy vọng là có thể người ấy có thể hiểu được, với là cái khoảng thời gian của anh thì nó cũng không có được nhiều cho lắm. Cùng thì mình cũng hoàn thành trong cái xong cái thử thách là chèo thuyền, các bạn thấy không? Để tìm kiếm tình yêu không có dễ nha. Riêng tôi thì để tìm kiếm tình yêu thì tôi phải là lần đầu làm chuyện ấy, nó cũng hơi vã mồ hôi một chút xíu. Em thấy anh có chèo gì đâu, Anh chèo muốn sụng kiểu tay luôn này thì nè, làm sao mà anh che chở cho người yêu của mình được. anh che cả thân luôn chứ. Ôi, thiên đường là đây chứ đâu. Minh thì lúc đầu bạn em mới đến, có vẻ bạn nó hơi run, nhưng mà sau khi hẹn hỏi mình thì
mình thấy bạn ấy cũng rất là hoạt ngôn, vui vẻ, có nhiều điểm chung với mình. Bạn ấy thấu hiểu được là cái thứ mình đang, cái điều mình đang cần ở đây, đó là một người con phụ nữ, một người con gái, là biết được cái cảm xúc của một người diễn viên, của một mình đang theo làm nghề, để mà hiểu hơn, để mà có thể dễ dàng chia sẻ hơn. Như mình nói là mình đi quay rất là nhiều, mình không có thời gian dành cho bạn gái, mà mình thì thuộc tiếp người thích được quan tâm, thích được chia sẻ. Thì với cái công việc của mình, có lẽ có những lúc mà có thể là mình cần thì mình không có ở bên cạnh mình. Thì bây giờ chắc mình tạm thời ha, chia tay nhau tại đây, để em có dịp là còn tìm hiểu một bạn nữa đúng không? Thì lát nữa cuối chương trình thì mình sẽ gặp lại nhau, và mình nếu có duyên trùng hợp thì mình chia sẻ với nhau nhiều điều hơn. Ok, cảm ơn em. Tạm biệt. Hello Nguyên. Hello, chào anh. Nãy giờ đợi anh có lâu không? Cũng không lo lắng, tại vì Nguyên cũng có chơi qua. Ok, thì khi đeo mặt nạ với cả là lúc tháo mặt nạ ra thì anh có cảm thấy sao về cảm nhận đối với Nguyên? Nói chung là nhìn ngoại hình bên ngoài thì anh cũng tưởng tượng được 50%. Trước giờ thì anh chưa làm điều này bao giờ. Wow, vậy là thật sự là rất là vinh hạnh đó. Nguyên nhắm mắt lại được không? Ok, vậy thì Nguyên sẽ nhắm mắt lại nha. Chết rồi. Nguyên cũng được bạn anh đặt lên má một nụ hôn, thì thực sự là nó vui, và cảm giác như là nó như là mọi người nghĩ là mình đang muốn chinh phục một cái gì đó, và mình đang gần tới được cái mục đích của mình. Mình đang gần chinh phục được cái người mình yêu thương, hay là mình đang đặt tình cảm vào đó, thì nó sẽ rất là tuyệt. Cái cảm xúc mình cũng không biết diễn tả làm sao luôn. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Nguyên có điều gì muốn hỏi anh không? Nguyên cũng có nhiều thứ lắm. Khi mà cái ba người ngồi với nhau á, cái yếu tố gì để cho anh chọn đối thủ của Nguyên là hẹn hò đầu tiên á? Vì Nguyên thực sự là Nguyên rất là tự tin. Không phải là tự tin vì cái điều gì, mà mình cảm thấy là wow, những cái thứ mà anh nói trong profile nó giống với Nguyên á. Và Nguyên cũng có chia sẻ cái lúc đó là rất là đúng, và đến khi mà mình nhận được cái điều đó thì nó hơi hụt hẫng một chút xíu. Thì Nguyên chỉ muốn hỏi thôi, không sao, mình cứ chia sẻ. Ok, ha. Anh biết là Nguyên rất là tự tin khi về giọng nói nè, về những cái đặc điểm mà anh đã nêu ra,
thì anh biết là trong lòng của Nguyên nghĩ là ừ, chắc chắn là cô này sẽ hẹn hò mình trước đây. Anh muốn thay đổi một chút, làm cho Nguyên có thể là hơi hụt hẫng. Thường thường con trai sẽ có cái là cả thèm trong chán. Đúng không? Thích chinh phục. Cái gì mà mình thích mà mình có được liền á thì mình sẽ nhanh bị chán và cái đó nó không còn sức hấp dẫn với mình. Hay, Nguyên cảm thấy là sau khi nghĩ lại thì nó cũng hay, bởi vì thực sự đối với Nguyên thì nếu mà không phải cái người Nguyên thích thì thực sự là Nguyên cũng hơi bị khép kín. Nhưng mà khi gặp được cái đối tượng mà mình thích thì có thể nói là những cái cảm xúc và những cái hành động của mình nó khác hoàn toàn với hàng ngày. Ừ. Okay. Và chắc là nãy giờ thì cũng đi nhiều rồi. Đi với mình và bây giờ với Nguyên thì anh có mệt không? Cảm thấy mệt chứ. Đối với Nguyên thì ví dụ một cô gái mà có tính cách hơi nóng tính một xíu thì Nguyên có dễ dàng chấp nhận hay là gọi là thông cảm cho cái người bạn của mình như vậy không? Nguyên muốn là dù cho có giận dỗi hay là nóng tính như thế nào thì có thể bộc phát ra nhưng mình nên kiềm lại và khi về thì hai người có thể nói lại với nhau. Đúng rồi, có nghĩa là nóng tính nhưng mà nóng tính ở nhà. Đúng rồi. Ví dụ ra ngoài đường thì anh vẫn sẽ giữ, lúc nào cũng luôn luôn giữ sĩ diện cho bạn trai hết. Đúng rồi, cái điều đó. Có nghĩa là mình nóng thì vì mình lo cho người ta, mình ý tốt chứ không phải nóng, đây là nóng bất chấp mà. Đâu, Nguyên hiểu cái điều đó. Khi họ yêu mình thì họ mới làm những cái hành động như vậy. Thì sau cái buổi hẹn hôm nay thì cho dù là mình có đi với nhau được xa hay không, anh vẫn muốn mình là những người bạn làm chi kỷ chẳng hạn. Thực sự cái điều đấy thì hiện tại là Nguyên tự nhiên xuất phát là không muốn, không cần phải sau này ra mà Nguyên muốn ngay sau cái cuộc trò chuyện này mình sẽ có thể nói chuyện với nhau qua Facebook, Instagram hay tất cả mọi thứ mạng xã hội. Thì Nguyên lát mong là mình gặp lại nhá. Ok, Nguyên mong rằng là anh sẽ hiểu được hết cái trái tim của Nguyên đang muốn nói cái điều gì. Ok rồi, cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian cho Nguyên trong cuộc nói chuyện này ha. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Mong rằng mình sẽ gặp lại nhau ha. Rồi, tạm biệt anh. Cảm giác của mình thì Nguyên cũng là một người rất là thân thiện, cũng hoạt ngôn, dễ gần. Và vì bằng tuổi cho nên có những tính cách khá giống với bản thân của anh. Sau cái lần trò chuyện vừa rồi thì Nguyên cảm thấy là cái ấn tượng của mình nó càng cao hơn và nhiều hơn đối với bạn Oanh. Bởi vì là anh rất là dễ thương và anh có nói rất là nhiều là nếu mà chúng ta có thể tiến xa hơn thì sẽ như thế nào. Bởi vì Nguyên muốn là mình sẽ bắt đầu mối quan hệ nó nghiêm túc hơn. Bởi vì rất là thật, Nguyên và anh chia sẻ và nãy giờ Nguyên cũng cảm nhận thấy là anh cũng chia sẻ thật với Nguyên. Và hai người rất là đồng cảm với nhau và có thể nói là chung những cái suy nghĩ, nên là nghĩ là cơ hội phần trăm nó sẽ cao hơn. Liệu cô gái có nhận ra ai là người thật lòng theo đuổi, ai chỉ là người đùa vui trong thoáng chốc? Được thôi. À, còn đừng sến, đừng kìm, đừng bầu, đừng tranh, đừng cò. Đánh keyboard thì cũng đánh nhẹ nhàng. Trời ơi, đây là một người nghệ sĩ quá tài năng luôn rồi. Cũng học hỏi, lúc nào cũng tìm tòi. Nhưng mà chú là như là cũng biết là thu luôn không chú? Chú biết rồi còn thu, chú quá âm luôn à. Quả âm phối khí luôn. Chú cũng còn biết tính cái bàn bằng toán. Dạ bằng toán á, tính bằng toán. Tính bằng toán tàu. Bằng toán. Và bằng hồi xưa là mẹ con hay á. Gọi là bằng tán. Bằng tán. Hồi xưa là mẹ con cứ mỗi buổi sáng lên á là bà cứ cầm là sọc cái nào. Đó, là cho đắt á. Kêu khách. Đó. Hay quá. Rốc. Đây là một người nghệ sĩ đa năng, đa tài luôn. Đa sầu đa cảm luôn. Chắc không có đa sầu đa cảm đâu. Là chú lúc nào cũng vui vẻ cho nó. Nói là con học cái gì cũng nếu mà trong khả năng của con học được thì con cứ việc học. Thì mai mốt có những khía cạnh cũng phải cần dùng tới. Chẳng hạn như mình học bài toán như vậy thì khi mà đạo diễn muốn thực hiện một cái phim mà có cái người đánh bài toán, ngay cả bây giờ phim Trung Quốc đi, giờ mình thấy cái người đó cũng không biết đánh bài toán thiệt. Tại vì cái đó bị thất truyền rồi. Cho nên khi mà tính con số thì hai cái hộp trên là 10,
mỗi một hột là 5, ở dưới đơn vị 5 nữa, hãy cộng lại tất cả mà nhập lại hết tất cả là 15. Nhưng mà khi mà con đánh á, mà ở cái đơn vị chót 9 á, 9 gặp 1 là 10, thì con phải xóa bỏ hết cái này mà trở lên cái hàng 1 là 1 thành 10. Cái đơn vị nó 1 nó trở thành 10. Yeah. Nhích lên là thành 100 rồi thành 1000. Thì cái đó thì nó bài toán rất là hay. Thật ra bây giờ á, ở lứa tuổi nhưng mà dưới con á, nha, là cũng đã không biết về cái bài toán. Không biết về bài toán rồi. Đó, hồi xưa là mẹ là cứ hay nói là bàn tán á, bàn tán. Cái bàn toán bây giờ thì nó đơn giản quá là hai cái hộp ở trên nó không còn làm hai nữa mà là một thôi. Tức là đơn vị nó 9 gặp 1 là trở thành 10, coi như biến mất cái 9 đó nó trở thành 1 lên trên. Và ngay cả bây giờ nó ở nước bạn, ở nước Trung Quốc chắc cũng không còn cái bàn đó nữa. Là bây giờ là nó đã vô cái điện thoại hết rồi chú ơi. Nó cầm cái điện thoại ra bây giờ không còn tính nữa. Mà nói bằng miệng luôn á. Nó bằng miệng luôn là nó ra con số luôn rồi. Đó, thôi bây giờ mình nói quá, cơm nó nguội hết luôn á. Cái cơm này thì cô nấu bằng nước luộc gà, bằng nước kangen, mà gọi gà luộc nước mắm. Sau đó thì mới lấy cái nước luộc gà đó thì nấu ra thành cơm. Mà trước khi cũng là rất là công phu khi mà gạo phải rang trước bằng bơ. Hay quá. Rồi khi nấu cơm lên thì nó thơm bơ. Và ở đây mình có hai món là ba món là rau luộc, rồi xong rau hấp chứ phải luộc luôn nữa. Cái này gà, xong rồi cá salmon, cá hồi. Cái này nước luộc gà thì mình làm canh. Có broccoli, là bông cải xanh. Chú giới thiệu quá trời quá đất luôn mà chúng ta chỉ có nhìn thôi. Bây giờ động đũa. Trời ơi, con đợi có bao nhiêu rồi đó chú à. Con đợi có nhiều thôi đó chú, là coi như là con nhào con sắn tới liền á. Rút kim ra. Con mời cô chú nha. Xin mời. Hồi nãy đó nghe, anh với cô Tiền là đi siêu thị và mua đồ để mà nấu ra bữa cơm này đó. Em có cảm động không? Em cảm động lắm luôn. Cảm động lắm đúng không? Nên em ăn nhiều xíu đi, nghe dạo này em ốm quá. Anh nói dễ cho miếng cá được. Có chứ, trời ơi. Này. Tại em không biết dễ cho. Đây không, nè, đi dễ cho chúng trước đi. Hả? Rồi. Đừng có xương, mình. Đừng có xương. Không, cá hồi làm gì có xương. Trời ơi, lớn rồi mà không có xương nhỏ. Đừng có lấy xương lớn luôn. Đây nè, cho em hai cục luôn nè, nó hấp dẫn quá. Bon appetit. À, Quốc Thuận là người rất là khó ăn. Nói chung là quay chương trình này á, ăn khó ăn khó uống lắm. Ít lắm hả, dạo này ăn cũng ít lắm hả? Không ra gì á, ăn vô. Không ra gì á, ăn vô. Cô chú là một người hài hước không con? Nó không bao giờ thấy không khóc. Khóc quá. Đức sợ gì khóc hả? Tôi dạ không mà Đức vì khóc. Mà có một cái nè, mỗi lần đi coi phim đó mắc cỏ. Coi phim mới coi kịch xúc động thì khóc chứ. Coi kịch đó khỏe nè, nuốt xong khỏe mắc cỏ. Tại nghệ sĩ mà. Đi coi kịch Hoàng Thái Thanh á, cái đang ngồi coi cái tới cái đoạn cào chào, tự nhiên ông ổn khóc mà thấy im ru mà thấy nghe hết hết. Cái nọ say qua nó bắt ông chảy đồm đồm vậy. Chưa có, mình mới có hơi xoáy lòng thôi, nhưng mà nó bắt ông chảy đồm rồi. Người ta là đa sầu. Trời ơi, nước cắt thêm rồi hơi hư cấu chút. Lúc chảy ra là đã lau bằng khăn rồi. Tuần đó tuần gì à? Giấu liền nhiều lắm. Tuần gì à, chú coi tuần. Hồng như là bên quảng. Cắt sông dài. Sông dài quá. Quảng Thanh tuần nào cũng rất là bi kịch. Không có lăng và đẹp á. Cái ông Đồng Thành Đại nói nè. Đẹp này nhìn có, đẹp chứ. Có Điệp đang ngồi coi. Điệp Cả Lương đang coi kịch. Coi cái động á. Nửa đời ứng phấn á. Hầu như kịch Quảng Thanh là không có vở nào có bỏ. Nhanh mà nói lại diễn như là không diễn. Quan trọng là diễn như là không diễn mới lấy đúng lòng người ta, chứ còn mà diễn là không biết mình diễn không hay. Đỉnh cao đó. Cô rất thích cái đó. Bao giờ sông cạn, ngày xưa biển mặn, biển ngọt vậy đó. Ồ, nhiều lắm. Cái nửa đời hưng phấn mình đã coi, mình nghe tôi đều thuộc lòng hết trơn rồi mà coi vẫn khóc. Lý do là cái tới cái đoạn á mà con the đó. Con rồi đây. Má gọi đầu cho con, dù con có bị bụng, má cũng đem con lên để mà má lên. Nói cái đó cái tự nhiên trong lòng mình nó lạm thể, nó xe lại mình thấy cái tình của một người mẹ, dù con đến mức độ nào tệ hay làm gì cũng vẫn là con của mẹ. Tự nhiên cái nói nổi áp cái gì, nước mắt khóc, hay quá. Thì trong Lan Gia Đẹp cũng có câu đó, tốt xấu hay dở gì cũng là con của mẹ. Người đàn ông là dịu dàng, nhẹ nhàng. Nhưng mà con thấy chú rất là hài hước. Tại vì chú rất là hay nói hài, hay nói giỡn. Người ta làm nó như nãy anh nói đó. Thường á khán giả đó
là nghe tới Chí Tâm là bao giờ cũng nghĩ rằng là chuẩn bị nghe những bản ca cổ sướt mướt, những ca cổ bi ai oán này nọ. Nhưng mà đâu ai biết rằng là nghệ sĩ Chí Tâm là một người rất là hài hước. Và đồng thời á là cũng đó, cũng có rất là nhiều những cái bản ca cổ mà như Tư Ếch hồi nãy là chú Tâm hát đó. Đó. Rồi chưa đâu. Cái này mới hay nè. Xin lỗi. Dính cơm. Ở hải ngoại. Ở hải ngoại khi có một cô chú nghệ sĩ mất thì chú bao giờ cũng viết một bài hát cho người nghệ sĩ vừa mới khuất. Đúng không chú? Được không? Hồi đó giờ là chú viết bao nhiêu bài cho các bậc tiền bối. Lão Thành Dự Phùng. Dạ. Nghệ sĩ Ngọc Nuôi. Dạ. Rồi ở trong nước thì có nghệ sĩ Thanh Sang. Dạ. Cũng có một bài. Tiễn Tiễn Anh Về Dưới Cội Nguồn. Dạ. Rồi bác bà Diễn Châu. Rồi bà Phùng Há cũng có một bài. Dạ. Rồi bà Bác Văn Trung cũng có một bài. Rồi những bản đó, con xin lỗi là những bản đó thì là chú hát hay là chú để ra hát? Chú Thâu Băng chú có ra dĩa. Dạ. Dĩa giống như Việt Hùng thì có trong cái album Tơ Vàng Nợ Dâu. Dạ. Trong Tơ Vàng Nợ Dâu thì có bài Việt Hùng, có bài Ngọc Nuôi, có ông Tâm Trí là ông nhạc sĩ. Dạ. Cũng viết cuộc đời của ổng trên một bài hát. Rồi chú Tân Trang thì chưa ra album. Dạ. Mới có thâu mà chưa có đưa lên YouTube tưởng nữa. Tưởng Thanh Nga. Tương tự nó Nga thì cô Thanh Nga mất là chú khó. Chú viết đó 40 năm rồi. Chú viết lúc mà Thanh Nga mất đó giờ bao nhiêu năm? 78. Dạ, hay quá chú ơi. 78. Dạ. Hồi đó chú viết hình như là ý nói là để tặng cho bố Hưu Phước hát để khóc Thanh Nga. Để cái tựa đề là Lời Ca Hoài Tưởng. Ha. Rồi sau đó thì bán cái bản quyền cho chú Ngọc Chánh Shotgun ở bên Mỹ đó. Dạ. Thì chú có đổi tựa là Thương Tưởng Thanh Nga. Dạ. Đó, rồi lên mạng thì ta nghe lóng thoáng người ta không biết gì thật thì thêm tựa nữa là khóc Thanh Nga. Dạ, nói chung là tên nào cũng hay cả. Dạ. Dạ. Nhưng mà thật ra con hỏi chú nè, vì tại sao chú lại viết những cái bản đặc biệt như vậy dành cho những người quá cố? Tại vì nếu mà viết về một người thì chắc chắn phải hiểu về người đó rất là nhiều và mình phải dành trọn cái tình cảm của mình cho... Mới đây nhất là Phi Nhung, thấy không? Phải không? Phi Nhung. Dạ. Trước rồi tới Thanh Kim Huệ. Thanh Kim Huệ thì cũng có một vài câu thôi chứ không có. Chị Kim Thủy, viết là má điệp không có nhiều. Không. Dạ. Trong tuần La Bà Điệp thì có người đóng vai mẹ đó là cô Kim Thủy. Dạ. Có bánh xèo ở quận 8, ở đường Quang Vũ. Dạ. Thì cổ